MU đón tin buồn trước chuyến làm khách tới Europa League. Rạng sáng 15 tháng 9 tới, MU sẽ có chuyến làm khách tới Moldova chạm trán đối thủ Sheriff Tiraspol trong khuôn khổ Europa League. Tham vọng giành 3 điểm của Man United sẽ gặp không ít trở ngại khi đội bóng này khó có được đội hình mạnh nhất ở chuyến làm khách sắp tới. Theo thông tin từ The Times, Marcus Rashford đang gặp vấn đề về sức khỏe và để ngỏ khả năng thi đấu trước Sheriff. Tiền đạo người Anh vắng mặt trong buổi tập trước chuyến hành quân tới sân khách của MU. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng vắng mặt ở trận thua trước Real Sociedad hôm 9 tháng 9 vừa qua. Được biết, Rashford gặp vấn đề về gân khèo từ trận đấu với Arsenal. Trận đấu đó trần suất số 10 phải rời sân ở phút thứ 80 vì bị đau. Huấn luyện viên Erik ten Hag phải để Casemiro vào thay Rashford và tiền vệ người Brazil đã có màn ra mắt trên sân Old Trafford. Việc thiếu vắng Rashford là vấn đề không nhỏ với MU khi huấn luyện viên ten Hag đã không có nhiều lựa chọn trên hàng công. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.